xin được gửi lời chào đến với tất cả quý vị khán giả, các anh chị phóng viên báo đài nền tảng mạng xã hội và xin được gửi lời chào đến với các anh chị em nghệ sĩ đang có mặt tại sự kiện giao lưu cùng nhà văn Nguyễn Nhật Ánh và đoàn phim Ngày Xưa Có Một Chuyện Tình ngày hôm nay. Thế bây giờ đây, chúng ta hãy cùng dành một tràng pháo tay thật lớn để cùng chào đón sự xuất hiện trên sân khấu này. Các diễn viên đã góp phần tạo nên sự thành công của Ngày Xưa Có Một Chuyện Tình. Diễn viên A Vinh Lu trong vai Vinh, diễn viên Ngọc Xuân trong vai Miền, diễn viên Đỗ Nhật Hoàng trong vai Phúc, diễn viên Thanh Tú trong vai Vinh lúc nhỏ, diễn viên Mona Bảo Tiên trong vai Miền lúc nhỏ, diễn viên Hảo Khang trong vai Phúc lúc nhỏ, diễn viên Bảo Duy trong vai Bé Su, diễn viên Rima Thanh Vi trong vai Chị Lụa, diễn viên Ngân Quỳnh trong vai Bà Vọng, diễn viên Tấn Thi trong vai Ông Giáo Dưỡng, diễn viên Bá Cường trong vai Chú Trước, diễn viên Mai Thế Hiệp trong vai Chú Sáu Thôi, diễn viên Kiều Trinh trong vai Cô Sáu Thôi, diễn viên Lê Công Hoàng trong vai Anh Đường, diễn viên Nguyễn Sĩ Hậu trong vai Hướng, diễn viên Kỳ Phong trong vai Hướng Nhỏ, diễn viên Chí Tâm trong vai Lẹ, diễn viên Tấn Đạt trong vai Cú Em, diễn viên Quế Thanh trong vai Cô Giáo, diễn viên Thúc An trong vai Thầy Quảng Sinh. Đạo diễn Trịnh Đình Lemon. Nhà sản xuất biên kịch Nhi Bùi và biên kịch Đỗ Hoa Trà. Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh. Khi mà xem trailer thì quý vị có để ý là có một cái nhân vật cameo rất đặc biệt xuất hiện không ạ? Sân khấu live đầu tiên. Sau nhiều năm tháng để bao điều chìm vào quên lãng, có chăng đôi niềm xưa chưa vơi khi sống qua một tuổi xanh xa xôi. Tim trái với rung động tươi mới trước tiếng yêu không ngờ, đau hay hạnh phúc lấp lánh nơi đây, mắt khó dấu trong phút giây nghe gọi tên. Và đó chính là ca khúc nhạc phim Có Một Chuyện Tình với phần thể hiện của nhạc sĩ ca sĩ Phan Mạnh Quỳnh. Vậy thì anh Quỳnh có thể bật mí rằng là mình sẽ đảm nhận vai diễn gì trong phim điện ảnh này được không ạ? Quỳnh đóng vai bác Nguyễn Nhật Ánh. Đó là một câu hỏi mà các bạn khán giả rất quan tâm là tại sao bác Nguyễn Nhật Ánh không tham gia vào một vai diễn trong phim luôn mà lại là anh Phan Mạnh Quỳnh? Bởi vì trong tác phẩm nhà văn Nguyễn Nhật Ánh sẽ có một cuộc phỏng vấn ở một độ tuổi là cỡ ba mấy bốn mấy. Cháu là ở độ tuổi này là cháu đóng là khá là đúng, bởi vì là tính cách của cháu khá là giống với bác. Gần đây thì các bạn độc giả có một cái so sánh, một cái vi von rất là vui là Ngày Xưa Có Một Chuyện Tình giống như một phiên bản happy ending của bộ phim Mắt Biếc, thì không biết là bác Ánh cảm thấy như thế nào? Trong cái chuyện Mắt Biếc thì nó chỉ là cái chuyện tình giữa Ngạn Hà Lan, sau này có nhân vật thứ ba là Dũng xen vào. Nhưng mà Dũng với Ngạn không phải là hai người bạn từ thuở ấu thơ như là Phúc và Vinh. Mắt Biếc nó không có cái sự đấu tranh giữa tình bạn, tình yêu khi đứng trước chọn lựa đó của người ta phải sống như thế nào. Nhân vật của bạn Vinh không giống Ngạn. Vinh nó có cái sự suy của Ngạn, nó có sự chung tình, yêu hết mình. Trong Vinh nó cũng có một cái lý lẽ rất là rõ tại sao mình làm những cái chuyện mình làm. Mình cũng không phải là Hà Lan, mình đưa ra những cái quyết định ở những thời khắc quan trọng của cuộc đời mình. Không chỉ là một cô gái chỉ có yêu và để cho cái dòng đời nó lưu lãng mình. Phúc cũng không phải là Dũng, bởi vì cái tình bạn giữa Phúc với Vinh rất là đẹp. Đối với mình nó còn quan trọng hơn cả cái tình yêu ở trong cái bộ phim này. Có rất là nhiều cái cảnh nóng 18 cộng và được thực hiện trong một cái bộ phim mà có rating 16 cộng như là Ngày Xưa Có Một Chuyện Tình, thì không biết là có những cái áp lực hay khó khăn nào cho ekip hay không ạ? Có thể cảm nhận là đây là một trong cái phim hiếm hoi mà bác có gần như là những cái cảnh thân mật trên những danh sách của mình. Đó là một cái yêu cầu mình nghĩ là rất là quan trọng và nó thể hiện đúng cái sự trưởng thành. Cái mấu chốt quan trọng của cái bộ phim này so với rất là nhiều những cái bộ phim khác cùng chuyển thể. Đã là vai chính trong cả ba tác phẩm điện ảnh mà bạn tham gia, những nhân vật đó đều có cái tính cách khá tương đồng nhau. Tới phim Ngày Xưa Có Một Chuyện Tình thì cái năng lượng ngoại hình có thể giống, nhưng em nghĩ rằng là tính cách thì sẽ không giống.
Em nhìn cái việc đóng khung này ở một cái góc độ tích cực. Ở thể loại phim tình cảm, có thể em đóng khung sau này em cũng muốn là em tìm được cái khung khác để em chinh phục tiếp. Khi mà mình đến với vòng casting á, bên cạnh sự hồi hộp lo lắng không biết em có đậu vai hay không, còn có một cái hồi hộp lo lắng khác là lỡ mình may mắn mà mình đậu thì mình có sẵn sàng để đóng cả nóng trong phim đầu tiên hay chưa? Hoàng nghĩ là không có một từ ngữ nào có thể miêu tả được đâu. Dự án này cảm xúc xoay quanh vẫn chỉ là sự vui mừng, sự tích cực và sự mong chờ thôi. Có nghe anh Mai Thị Hiếp có những cái lời động viên cho bạn Mai Thị Hiếp về cái thành phim của bạn, thì bạn có chia sẻ về cái hành trình thành phim này, về sự hóa thân của bạn? Những scene mà em xuất hiện trên màn ảnh nó phải cực kỳ đắt giá. Cảnh bị cha đánh với chú Mai Thế Hiệp á, thì thật ra là trong cuộc đời em từ xưa đến giờ em chưa bao giờ bị ba mẹ em đánh một cái đòn roi nào hết. Em cũng không biết là trời bây giờ bị ba đánh thì mình nên phản ứng sao luôn, tại vì em không có kinh nghiệm. Lúc đó thì em có nói với chú Mai Thế Hiệp là chú có thể đánh con thiệt được không? Phải đánh thiệt thì con mới hiểu được cái cảm giác mà có một cô con gái mà bị ba mình đánh như thế nào. Nên chú cứ thẳng tay đi, tới bến đi chú.